clip nữa con. Được rồi, chị cầm không đóng bắt. Còn hai nữa không chị? Không, bạn gỡ chứ thầy. Dạ. Bạn gỡ chứ thầy. Cho phòng 5. Xe tải nha chị. Trời ơi. Không chắc xe ba gác không? Cây đi xe Honda đi trong năm cây chập chị nhà sẽ dùng cái cây với hoa như vậy. Tại vì có hoa không chị, cây chạy lâu tụi đi xe tải kẹt xe cái màu vậy nó lâu trái lắm. Đúng rồi, nó hồi xưa là đi cho cậu không ha. Đúng rồi, hồi xưa là chị mồi như vậy cho cậu năm không đó, con không biết mất phút rồi. Bên hông này là chị, bên hông này là chị. Cô bỏ hàng rồi. Dạ, phía sau đó chị. Phía sau. Hồ biển vô phía sau. Hồ biển. Bữa nay cái nước đất của mình là nước nào nha. Rồi, rồi, nha. Không gì. Hỏi nha. Hỏi hỏi về ba. Cô có mua đất này hả cô? Nha, nước này, nước đất này nè. Ở đâu? Nước đất đâu? Cô Lành đang hỏi cái miếng đất là mua ở đâu của cô chú anh chị. Cũng cái gì thì tính thôi. Quên đúng không? Cũng chuyến thăm Triều Tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Tới. Mới vừa đốt nhang cho cậu xong đây nè cả nhà. Đốt nhang, đốt nhang dài dài đó. Như cô Lành với lại chị Kim Nga sẽ đi hấp hương xung quanh cô chú anh chị. Chia sẻ với cô chú anh chị thì cái bát nhang này là của khán giả ở Sài Gòn gửi chú. Bát nhang này đẹp ha tại ha. Cái gì? Cái hũ đựng nhang nè. Cái hũ với cái bát gì? Ừ. Quên, nhà nói nhầm ha. Lộn. Khi nói lộn mới lại, nhìn con lộn mà. Cái hũ này đẹp à. Bữa giờ quên quay cái hũ này luôn.
Mình là Mết Bình Dương, xin chào tất cả bà con cô bác, quý cô chú anh chị ha. Hiện tại thì bây giờ là 17:38 ha. Thì cũng là khoảng hơn 5:30 thôi. Nhưng mà trời rất là tối luôn. Cháy rồi, cho nó cháy lớn rồi đi anh. Cháy lớn rồi cho nó màu. Cháy lớn rồi. Cháy 15 mét nè. Cháy Hiện tại thì chị Nga đang đốt một cái bó nhang ha. Thì mình sẽ đứng từ xa mình quan sát, không nên đi gần. Thì bây giờ chị Kim Nga là đi vòng qua bên kia ha, cô Lành thì đi bên đây. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đi theo thôi. Thì các anh em ở đây thì vẫn luôn ở bên mộ cậu nha. May là các anh em cũng đang đi thắp nhang. Thì bất ngờ là nghe tiếng của anh Ngọc kêu rất là lớn luôn. Thì mấy anh em mới chạy về. Bà xã của 15 mét thì đi hướng bên kia. 15 mét thì đi hướng bên đây ha. Đó. Do là cô Lành á là không muốn được ghi hình cho nên mình đứng xa nha. Mình không có nên đi kế cô. Thứ nhất là mình tôn trọng cái quyền tự do. Cho nên mình sẽ đứng từ xa ha, mình tôn trọng cô đi. Đó thì mình đứng ở bên mộ cậu, mình quay mộ cậu. Thì hồi nãy là các anh em cũng tính về ha, nhưng mà bất ngờ thì xuất hiện chị Kim Nga và cô Lành, cho nên mọi người quyết định là bây giờ có bảo vệ kêu mình cũng không về nữa, cũng nán lại. Bây giờ nghe như các cô chú các anh chị nghe cái tiếng ve kêu nó rùng rợn quá ha. Mình đi vòng qua bên kia đi. Bây giờ các cô đi bên kia mình cũng phải heo qua bên kia mới đúng chứ. Mấy chị đây nha. Các anh em chia nhau, mỗi người là nhiệm vụ. Mấy chị ở kia thì vẫn chưa về. Trời hôm nay thì như các cô chú anh chị thấy ha, đây là quang cảnh buổi chiều ha. Ủa sao cái anh đó anh chạy đi đâu ta? À anh chạy ra lấy trái cây. Anh đó là anh nào vậy ta? Không biết là anh đó anh nào nữa ha. À,
không. Ê, hình như hai anh chị là đi chung hay đi riêng ra ta? Đi chung luôn hả? Hai vị khán giả này đi đường ở dưới à, cái chị cái áo trắng này bên ngoài. Hỗ trợ anh lấy trái cây chị ơi. À, cái anh trai này trước có đến một lần rồi. Anh trai này hồi trước có đến một lần. Đến một lần chỗ không, lúc trời đó là trời tối nha. Hồi cái ngày thứ không phải ngày thứ mà là cái ngày ngày chín, cái ngày đặc biệt lắm, cái ngày gì nè? Lễ đại lễ cầu siêu. Đúng rồi. Người ta cho vào ban đêm xem á. Không biết là ngày chín mấy nữa. Này chích máy thì em không biết, nhưng mà em chớ chính xác là anh đến rồi cái đêm đại lễ cầu siêu á. Lúc đó là hai nữa có chú Thành đến. Đúng rồi, có chú Thành đến nữa. Với lại chị Nga đồ lên đúng không? Yeah.